ấy nhá. Thì ngày hôm nay chị sẽ bọn chị có một cái bài tập về chia sẻ giá trị cốt lõi của Jody. Thì chị cũng hy vọng là sau này em sẽ có cơ hội thực tập ở Jody, bởi vì là nó nếu như mà ở Hải Dương ấy thì chắc là chỉ có Jody là kiểu công ty mà nó cần đến thiết kế của em thôi. Nên là ngày hôm nay thì chị sẽ chia sẻ với em hai giá trị cốt lõi của Jody. Một là trung thực là một cái giá trị cốt lõi mà được đánh giá cao ở Jody, đúng không? Và thứ hai là integrity là nó không có từ thuần Việt, nó hiểu cơ bản đấy, nó là hoàn tất lời hứa của mình, tức là tất cả những công việc mà em được ra em đều hoàn thành. Đấy là giá trị cốt lõi thứ hai ở Jody mà ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với em. Thì đầu tiên là về giá trị trung thực, thì trung thực ở đây thì nó có ba vấn đề chính. Cái này thì nó cũng giống như một quan điểm bình thường của mỗi người thôi. Đấy là một con người thì quan trọng nhất là trung thực, đúng không? Nếu như mà em đi làm thì càng cái đấy càng quan trọng hơn. Vì em tưởng tượng nhá, ở Jody nó có đến 94 cửa hàng. Mà mỗi bây giờ thì là 95 rồi. Mỗi cửa hàng tưởng tượng ra là mỗi tháng chỉ cần mất chục cái quần áo thôi. Là nó đã là 950 cái rồi. Công ty em đã mất đi một số tiền tương đối lớn rồi. Thì tưởng tượng nhé, là ở Jody có khoảng 1.000 người, và cứ mỗi người chỉ lấy 1.000 thôi là nó cũng đã tính đến hàng tiền triệu rồi, đúng không? Thì đấy là lý do tại sao mà chúng ta phải trung thực trong một tiền bạc, để vấn đề tài chính của công ty được rõ ràng. Không lấy, không sử dụng, không nghĩ đến việc chiếm hữu tiền bạc, hàng hóa, tài sản không được của mình. Tức là tất cả những cái mà không được của em thì tốt nhất là không đụng đến nó. Thứ hai là về mặt đối xử với những người xung quanh, thì có phải bình thường thì mình hay được kiểu hòa đồng thân thiện, đúng rồi, hòa đồng thân thiện chính xác, nhưng mà nó còn có cái trung thực trong phương diện tình cảm ấy. Đấy là không có chuyện bằng mặt hay không bằng lòng, ý là nếu như mà em khó chịu với người ta thì em cứ thể hiện, đúng rồi, chính xác, chứ mình có chuyện là kiểu nhìn mặt thì vẫn chị em ấy, nhưng mà phương diện tiếp xúc với nhau, kiểu nghĩ thế nào thì nói thế đấy. Còn không có chuyện bằng mặt nhưng không bằng lòng, tức là nếu như có khúc mắc thì sẽ trực tiếp giải quyết, và không có chuyện là cứ thể hiện ra như thế này nhưng mà trong thực tâm thì nó lại ý là không có việc nói xấu sau lưng người khác, hay là từ cái việc mà thường thì mấy đi làm, chị không biết ở những môi trường khác như thế nào nhưng khi chị đi làm ở một số môi trường rồi biết là tin lận. Em biết rồi. Đấy, nên là nếu như mà em làm việc với nữ thì nó khó rồi. Đấy, có rất nhiều con gái. Và đấy là cái vấn đề tại sao mà em ấy, sau này em đi làm, chị chắc chắn là môi trường của em cũng sẽ rất nhiều con gái. Con gái nó nhiều vấn đề lắm. Đúng rồi. Bọn nó chia bè, cho phá đúng các kiểu. Mà xấu xo lưng ấy, kiểu mỗi đứa một câu đấy. Thế là nhiều đứa nó sẽ thành kiểu một tập thể rất là hỗn loạn. Đấy, thế thì cư xử với mọi người xung quanh là cái cuối cùng. Đấy là trung thực trong công việc. Trung thực trong công việc là như thế nào? Trung thực trong công việc là luôn báo cáo đúng đủ trạng thái công việc, tức là làm xong thì sẽ báo cáo là làm xong, mà chưa làm xong thì báo cáo là chưa làm xong, chứ không có chuyện là chưa làm xong mà cứ gọi là vẫn sâu rồi hay nọ kia, thì cái đấy cũng là sẽ bị đánh giá không tốt ở mỗi đi. Thì nếu như mà em trung thực trong công việc thì là lúc nào em cũng báo cáo đúng đủ trạng thái công việc, không xong thì là không xong, không xong thì cũng không ai, nghĩa là nếu em đã cố gắng mà không xong thì cũng không ai đánh giá em cả. Nhưng mà nếu như mà em nói dối mà em hoàn thành rồi trong khi là công việc của em chưa hoàn thành thì nó sẽ bị xử khá là nặng đấy. Và Jody vừa rồi có vụ trong lực lượng cả một cửa hàng vì cái vấn đề trung thực đấy. Oh my god, chương trình tặng kèm cho khách hàng đấy, nhưng mà lại không tặng kèm cho khách hàng.
chúng mình. Thế là sau khi bị phát hiện thì từ cửa hàng trưởng đến nhân viên cho nghỉ một cả. Còn nữa là cũng nghỉ lặp lại về cái thái độ trung thực đấy, về một mình cái thái độ trung thực thôi. Mà bọn chị tháng vừa rồi, chính xác là tuần vừa rồi cho nghỉ được cả nhân viên ở phòng. Bọn chị có cái phòng gọi là phòng kiểm soát nội bộ thì đó kiểu kiểm soát các lỗi công ty đấy, không nghiêm chỉnh các lỗi quy của công ty ấy, kiểu bao che lỗi các thứ ấy. Không báo cáo đúng đủ trạng thái công việc ấy, nên cũng biết cho nghỉ. Xong rồi một số trường hợp là kiểu tính không đúng tiền cho khách hay là lấy hàng của khách các thứ thì đều sẽ bị xử phạt đấy, đều xử lý rất là nhiều. Nói chung là cái trung thực là ở công ty đánh giá rất cao. Và một cái mà thực ra là cái này chị thấy cũng đúng, đấy là cái việc mà đi làm ở rô đi được gọi là giá trị cốt lõi integrity. Thực ra đó là báo cáo đủ trạng thái công việc, tức là khi mà em có một lời hứa trong công việc, ví dụ như là lời hứa nhá, theo em thì một lời hứa thì bao gồm những gì, phải có người hứa đúng không? Có người chị hứa là có người được hứa đúng rồi. Xong phải có cái gì nữa, lời bảo đảm, thời gian thời hạn hoàn thành công việc và nội dung của mình, đúng không? Tức là ví dụ chị hứa với em là trong ngày hôm nay chị sẽ làm xong cái chương trình đấy cho em chẳng hạn, thì trong ngày chị sẽ phải hoàn thành nó. Nếu như mà không hoàn thành nó thì chị sẽ phải báo trước em, ý là chị dù chị đã cố gắng hết sức nhưng mà chị không thể hoàn thành cái lời hứa đấy thì chị sẽ phải báo trước cho em là ngày hôm nay thì luôn báo cáo đúng đủ trạng thái công việc. Và khi mà không thể hoàn thành, khi mà đã cố gắng mà không thể hoàn tất thì cần phải thông tin ngay lại cho những người có liên quan, sẵn sàng chịu trách nhiệm do những hậu quả và đưa ra lời hứa mới, có lời hứa mới cho công việc của mình. Thì thực ra thì nếu như mà sau đấy đi công ty nào cũng thế thôi, em đã hứa với người thì em phải hoàn thành, và nếu như mà em không hoàn thành thì nó sẽ tính bằng nhiều thứ, nhiều hình thức xử phạt khác nhau. Thì theo như là xếp là thì là nếu như mà em có cái integrity đấy thì đến công ty nào em cũng sẽ được công nhận và được đánh giá cao. Thì đấy là hai cái chị cốt lõi của Jody và ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho em. Cảm ơn em đã lắng nghe. Chúng ta sẽ kết thúc bài chương trình ở đây. Cảm ơn nhỏ. Ok, thank you. Sao được? Nobody around us.